Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Mừng sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày sinh nhật ấm vui, nào cùng hát lên Happy Birthday giữa ân cần nắm tay. Mừng ngày sinh nhật thiết tha, mừng một năm đời bước qua, mừng ngày mới lên xôn xao vang lừng tiếng vui càng tưng bừng. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Face, my little tomboy now wears
sweet 16. Tra la 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 la. Happy birthday, sweet 16. Thưa mời rất thương, không gian ấp ủ. Nụ cười em sáng hơn 16. Xin ơi giấc xinh, bông hoa trong chính.
sweet 16. Sha la 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 la. Happy birthday, sweet 16. Trong ơi đầy rừng nên vui thắp hân hoan cho đầy giấc mơ em đây, mừng em đêm xanh có trăng cài, mừng em hoa thơm ướp vai, mừng hết thương yêu này sinh nhật giữ thơ ngày lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
che chở suốt đời con, vì con là con bao, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất ngoan. Ngày mai con vun lên bay đi. Thì tình yêu thật sự trọn vẹn và trọn đầy.
đứa con ra đời. Đối với anh chị Văn Lê và Ngọc Thùy thì đầu tiên là hai bé trai, nhưng sau 10 năm thì đã có một công chúa rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Niềm vui thật sự là đông đầy. Với gia đình thì sự ra đời của bé Ngọc Huê lại càng tăng thêm tình yêu ngọt ngào trong tình cảm vợ chồng và gia đình. Trong buổi tối hôm nay, bởi vì niềm vui mình không tả xiết đó, cho nên gia đình đã tổ chức tiệc mừng đôi đôi cho bé Nguyễn Thị Ngọc Huê. Đó cũng là lý do chính. Cho nên xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng đôi đôi bé Ngọc Huê. Bây giờ xin được mời ba của bé Ngọc Huê, anh Nguyễn Văn Lê và chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy cùng tiến lên sân khấu. Xin được mời anh hai của bé, anh Nguyễn Thành Nam và anh ba của bé là anh Nguyễn Văn Hoàng Long cùng tiến lên sân khấu với em luôn. Trên sân khấu nhà hàng Tôm Châu trong buổi tiệc tối hôm nay thì quý vị chúng ta nhìn thấy một gia đình rất là dễ thương và hạnh phúc. Xin quý vị chúng ta một dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để mừng thôi đôi bé Nguyễn Thị Ngọc Thùy. Chắc là vui rất nhiều, hạnh phúc cũng rất là nhiều. Sau đây xin mời ba của bé Ngọc Huê có một lời phát biểu cảm tình của mình trong buổi tối hôm nay. Xin được mời anh. Dạ, hôm nay là ngày hôn nhân của các bạn Nguyên thì con xin cảm ơn các ông, các bà, các cô, các chú, các anh chị, các bạn bè, các em hôm nay đã bớt chút thời gian đến chung vui với niềm vui gia đình của con. Vợ chồng con chẳng có gì hơn gửi ngàn lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, các em. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn nhiều. Cha mẹ nhận một đời rầu thắng để cho con mãi mãi được bình yên, để mong rằng con mình luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống lớn lên. Xin mời anh chị chúng ta hãy cùng thắp nến và cầu nguyện điều gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Ngọc Huê. Mừng sinh nhật 1 tuổi.